Nguyễn Ngọc xin chào cô chú và anh chị kính mến. Hôm nay Nguyễn Ngọc quay trở lại thăm hoàn cảnh của ba cháu con em Tâm để trao lại phần quà của chị Mạnh Thường Quân ở Vũng Tàu giấu tên, gồm có là 10 kg gạo và 200.000 đồng. Bây giờ Nguyễn Ngọc xin mời cả nhà mình cùng đi vào với Nguyễn Ngọc nha. Thì đây hai cháu con em Tâm đây nè cả nhà. Chào con gái nha. Trưa không cháu nó không ngủ sao Tâm? Ngủ rồi. Hả? Ngủ rồi. Ngủ rồi đó hả? Dạ. Ngủ trưa rồi đó hả? Dạ. Sao con? Ngủ trưa chưa? Đây chú cho cái bánh ăn nè. À, cho con cái cốm. À. Chú cho này. Ăn đi con, cho cốm ăn đi. Ăn đi. Đây, những cái bánh nữa. Đây hai cái ngon quá. không lấy là thấy lạ, không biết lấy gì hết Tâm. Lạ nó. Lạ hả? Dạ. Ăn đây con, ăn đi, ăn bánh đi, ăn bánh đi. Nhìn bé rất là tội cả nhà. Năm nay cháu 12 tuổi rồi đó, nhưng mà kiểu như bị bệnh bẩm sinh từ nhỏ tới lớn, giờ thành thử không có được như những đứa thường khác. Về Tết năm nay mẹ bé rồi có qua thăm không hả Tâm? Không. Hiểu đó hả? Quá trời nóng ha Tâm ha. Dạ. Nãy giờ hai cha con nằm ở sao hay gì? Đang làm đồ ăn cho nó ăn cơm. Ăn cơm chiều á hả? Dạ. À. Làm ăn sớm lắm, làm đến sớm mới ăn. À, làm sớm hả? Dạ. Như này chắc đeo suốt hả Tâm ha? Dạ, nó đâu bỏ đi đâu được. Đi chút xíu nó kiếm đâu. À. Thế tội ha. Cái này đi đâu phải chở đi theo chứ. Dạ đi có đi chuyện này kia thì gỡ được không gỡ chở theo. Ừ. Rồi bữa giờ uống thuốc men gì không Tâm? Không. Thì... Sao em đi khám lấy thuốc đủ không Tâm? Mình bình thường có gì không có đi khám. Vậy hả? Dạ. Dạ thì... như những cái cơ mình nó yếu thôi ha. Dạ chỉ yếu cơ thôi chứ mình sức khỏe thì bình thường. Ừ. Anh thấy hai cái chân Tâm lớn nó lớn nó đều hơn hai tay hả? Hai tay là như thế nó cũng vậy, mình tại mình không chẳng động cái tay phải rồi cái tay phải anh thấy làm như nó bị nó cũng vậy nó bằng nhau à. Ừ. Rồi con trai nghỉ học chưa, nghỉ Tết chưa? Chưa, nó học mơ tài đó buổi. À, mơ còn bữa nó ăn liên hoan rồi nó mới nghỉ mà. Dạ, nó học mơ buổi nó nghỉ Tết. À. Cái đường này mà nó chạy thấy ớn rồi kìa. Vì nó đừng nó chạy xe gì đó. Đường này nhỏ mà mấy ông cho choi đi ông chạy thấy ghê hồn thiệt chứ. Chưa đâu vài bữa nó ăn Bình Dương về nó chạy nữa dữ. Ờ, Tết tới rồi con gái. Ăn bánh đi con, ăn đi. Ăn bánh. Ăn đi con. Lạ hả Tâm ha? Nó lạ. Lạ nhìn nhìn cha hoài à. Có sao đâu. Nhìn cha rồi. Chú ở đó, cái chú ở đó, quay con đó, có sao đâu, có gì đâu, con sợ. Như Tâm nói là cháu nó nghe hả? Nghe không Tâm? Nó có khi nó nghe, có khi nó không nghe. Ừ. Có khi nào mà quậy quạng được không? Khó chịu trong người nữa. Có. Ừ. Có khi nó... Khi nó không biết làm gì tí nó sao nó cũng... À, có dạ như khó chịu đó ha. À, nó cũng khó chịu. Ừ. Còn như là hàng ngày đi vệ sinh này kia nọ cháu nó cũng kêu được hả? Hay là tự? Nó ị vô quần, đái vô quần gì không chứ. À. Coi như đi trong quần không hả Tâm? Dạ đi trong quần không, nó có khúc kêu. Rồi mình có mặc tả hả cháu không? Không, một ngày mới không mặc tả. À. Đi ở nhà sàn nó không mặc tả. Nhưng phần nếu nó đi nó cũng có giờ giấc ha. Ví dụ mình tập thì khó tập cho cháu nó đi buổi sáng hả? Mà tập sao được, muốn đi giờ nào cũng đi. Muốn đi giờ nào cũng đi. Ừ. Cái này đâu có không có định giờ giấc được thì ừ. Nó không có hiểu được nó không định giờ giấc được. Tết nay nữa là 13 tuổi rồi ha. Tết 13 tuổi. Tết nay nữa 13 tuổi rồi. Còn anh trai của bé năm nay nhiêu rồi? Năm nay nó 16 rồi. 16 đó hả? Đứa 13, đứa 16. Tết nó 17, Tết ngày anh nó 17.
cái tay của bé thì nó bị nó hơi ngắn cả nhà, thành thử ăn uống thì em Tâm phải đút hả Tâm hả? Đút không á. Đút hả? Tay của bé tài, nó có à, đúc, nó ngắn ngủn rồi. Cái bàn chân của diễn ha. Tay chân nó gan vậy. Rồi cháu nó đi đi đứng bình thường không Tâm? Đi bình thường. À đi cũng bình thường nha. Ừ. Đâu con quay chân qua cho bác coi coi. À chân à. Chân của bé thì nó bị cũng mấy cái ngón nó bị ngắn nè cả nhà. Nhìn cha hoài vậy. Ừ. Ê, bắt gờ, gờ coi tí xíu rồi coi được không? Cầm cầm bánh cầm bánh nha. Lạ bánh. Không bánh đấy con. Không đi. Không đi. Không cầm. Lạ nó không cầm. Lạ. Là hồi đó giờ là không nói chuyện luôn hả Tâm? Đó giờ gì luôn đó. Có nào khóc luôn? Có, khóc rồi mới khóc. Khóc à. Khóc cười bình thường nhưng mà nó không nói chuyện. À, khóc và cười vẫn bình thường ha, chỉ có à. Cái không nói chuyện thôi. Có gì đâu. Hả? Tội cả nhà. Nhiều khi cháu nó muốn đi tiểu tiện thì cũng không kiểm soát được, cũng đi gì nào ừ. Đi à. Tết năm nay nữa thì 13 tuổi rồi đó. 13 tuổi là mẹ bé bỏ đi là mấy năm rồi hả Tâm? Ừ, 3 năm. 3 năm hả? Dạ, 3 năm. Vậy là bỏ đi lúc cháu nó 10 tuổi ha. Ừ. Nhìn cái gì đâu con? Không biết chứ. Không chứ. Bình thường ý có sao đâu. Ăn cơm được không? Cháu ăn cơm được không? Ăn cũng bình thường. À. Coi như là ví dụ như tới bữa mà đói rồi biết kêu rồi. Nó đói thì canh giác nó ăn chứ nó không kêu. À vậy đó hả? Yeah. Thì hôm nay anh cũng ghé lại thăm cái hoàn cảnh của mấy cha con em. Thì anh cũng có gửi phần quà của chị Mạnh Thường Quân ở Vũng Tàu rồi Tâm. Yeah. Với 10 ký gạo ha. Dạ. Yeah. 10 ký gạo với là 200 ngàn cho em nha. Yeah. À, mua bánh mua sữa rồi cho con nó ăn. Dạ. Yeah. À. Thì em cũng xin cảm ơn chị Mạnh Thường Quân ở Vũng Tàu cho em phần quà. À, chạy nước miếng à. Gì đâu mà mua kỹ. Ở vòng vòng đây có khi nào mà cho tiền bé đi mua bánh mua kẹo được không Tâm? Có cô bác ông bà đó cho. Không mà dạ như biết đi mua không kìa. Không mà dù mua nó không biết mua đâu. Ừ. Ở nhà thôi ha. Ở nhà vậy đó. Không chịu lấy luôn rồi cả nhà. Không, không được. Kiểu như là đồ của người lạ là không đụng tới luôn nha. Gặp như mấy bé kia mà gặp bánh kẹo là mừng ha. Còn bé này gặp bánh kẹo đưa cho với tiền là không cầm luôn á. Còn nhớ tối là ngủ được không Tâm? Nó ngủ bình thường. Ừ. Coi như là em đi ngủ giờ nào thì cháu đi ngủ giờ đó đó ha. Yeah. Gì nhìn thấy lạ lạ hả con? Có gì đâu nhìn lạ quá không? Ừ? Trắng ha, trắng như ông bưởi vậy. Ừ. À, kêu rồi bữa nay mấy cha con làm món gì ăn cơm vậy? Chịu cá kho hả? Dạ. Yeah. Rồi bằng ngày đi chợ gửi người ta mua đồ hả Tâm? Chứ đâu có chạy đi hả? Cá đồ ăn nó bán ngoài đường có. Ừ. Chạy tới nhà. Gì cũng tiện ha. Dạ. Giờ ta bán đầy đường trơn rồi. Dạ. Ba cha con ăn bữa mấy lon? Lon gửi. Lon gửi là ăn một buổi đó ha. Dạ, một buổi. Chiều một buổi ba lon gửi nữa. Dạ. Là coi như ngày ba lon. Nhìn cái bài gì nhìn thứ nhất cái gì vậy? Có khi nào vậy không ở nhà, có khi nào nhìn cha vậy không? Không có đi chơi à. Vòng gì kiểu như bữa nay thấy lạ ha, thấy lạ cái nhìn cha suốt đi chơi gặp gì đâu, gặp mắt đều cái sợ luôn kìa à. Lạ hả con hả? Con tên gì, có đặt tên cho cháu không? Có à. Tên Hồng Ngọc. Hồng Ngọc hả? Yeah. À, mỗi lần mà Tâm kêu là nghe ha. Nó cũng khi nghe hay không chứ không. Vậy sao? Yeah.
Thì em Tâm lúc trước cũng bị tai nạn xe máy cày cả nhà. Bây giờ đi làm thì cũng khó khăn lắm. Ở nhà thêm giờ bé gái năm nay 13 tuổi mà cháu bị bệnh cái này nữa, thành thử ra em cũng không bỏ đi đâu được. Thì cuộc sống hàng ngày giờ cũng nhờ vào cái đồng tiền lương của bé ha, ha, ha Tâm hả? Dạ. À, một tháng được nhiêu Tâm? Dạ, nó bé được 900. 900 hả? Dạ. À, coi như là tiền lương của bé tháng được 900 đó nha. Ngày 30 ngàn ha. Rồi thỉnh thoảng bà con cô bác rồi có ai cho thêm thì cho. Bây giờ tình hình kiểu này mà giờ gửi cho người ta đi làm cũng không được hết Tâm. Nó cũng có biết gì đâu mà gửi. Gửi gì, gửi cái này nói chung là kiếm cái người giữ rất là khó. Ừ, không sao đâu. Nói bình thường người ta giữ người ta còn khó chịu luôn, nói chứ bây giờ cháu nó bị bệnh tật thế này. Cháu chứ. Như cháu nè, bây giờ mình đưa đi những trường khuyến tập rồi được không Tâm? Từ đó tới giờ là em có hỏi đâu chưa? Không có, ở quê rồi nó có ai dạy phần đó đó. À, thì phần ở quê này nó cũng khó khăn lắm cả nhà. Muốn kiếm được cái trường khuyến tập thì cũng cả một vấn đề. Ở quê tôi dạy ba thôi, phức tạp không có. Cái này chắc nếu có rồi ở Long Xuyên rồi có ha. Không gành luôn. Ở Long Xuyên thì đây đi lên Long Xuyên thì cũng cỡ 70-80 cây số luôn cả nhà. Cái gì vậy? Sao con? Có gì đâu. Hả? Nổi sao gì? Có gì đâu. Có gì đó. Như mỗi lần khóc là lý do sao khóc hả, hả Tâm? Em có chọc ghẹo gì không? Chọc nó không khóc đâu, tại nó mua như... Nó mua khóc là... Chọc đòi hả? Có đòi này đòi kia khóc không? Nó có vụ đòi khóc thì nó không có. Ừ. Cái gì đâu. Thường. Nói gì hết. Cân nặng này chắc được 20 mấy ký hả Tâm ha? Mười mấy ký à? Hả? Mười mấy ký à? Mười mấy ký hả? Dạ. Anh thấy cũng vô da có thịt lắm mà sao mười mấy ký à? Mười mấy ký à? À. À, bắt tay chú, bắt tay bác đó coi. Bắt tay bác đó coi. Bắt tay đó coi. À, giỏi quá, đâu có gì đâu con. À, bắt tay đó coi. Đó, có gì đâu. Hả? À, hả? Giỏi nè. Hả? À, quen rồi, có gì đâu. Rồi tay kia, đâu, bắt mượn tay kia coi. Nghe nè, nghe nè. À, giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. Giỏi quá. Giỏi quá nha. Ừ, ừ. Giỏi quá nha. À, chân cẳng da thịt là cũng chắc quá như bộ ha. Yeah. Da thịt cứng ngắc à, da thịt là cứng ngắc nha. Nhìn da hả? À, bắt tay, 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 để anh kêu rồi coi nghe. Rồi cho bắt mượn cái tay này coi, cho bắt mượn cái tay này coi, bắt mượn cái tay này coi. Đúng rồi, đúng rồi. À, về. Mới đầu tiên thì cháu nó lạ, cháu nó sợ cả nhà. Nhưng mà từ từ cái... À. Ăn cơm mà bữa được chén hơn chén không Tâm? Ăn khi chén, khi ừ. Nửa chén. Chịu khó cho cháu nó ăn rau cải rồi nhiều Tâm? Ừ. Nó tốt chỗ đường ruột á. Quy chứ, im ý. Ừ. Thì thôi hôm nay anh cũng ghé đến thăm em và gửi ít quà cho em ha. Yeah. Anh chúc cho em nhiều sức khỏe nha Tâm. Yeah. Chị cũng cảm ơn anh luôn nha. Rồi. Chúc anh sức khỏe, Tết sức khỏe dồi dào. Rồi anh cảm ơn em nhiều. Thì Quý Ngọc cũng thay mặt mấy cha con của em Tâm cảm ơn chị Mạnh Thường Quân ở Vũng Tàu rất nhiều nha chị. Em chúc cho chị được nhiều sức khỏe và dạng sự như ý nha. Thì video đến đây Quý Ngọc cũng xin tạm dừng nha cả nhà. Ngọc xin chúc cho cả nhà mình được nhiều sức khỏe. Cả nhà nhớ bấm đăng ký cho Quý Ngọc để Quý Ngọc có thêm nhiều động lực đi qua những hoàn cảnh khó khăn chia sẻ cho cả nhà mình nha. Quý Ngọc xin chào cả nhà.